Điều tra vụ hỗn chiến ở quán nhậu, thanh niên 26 tuổi tử vong, một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khiến nam thanh niên 26 tuổi tử vong ngày 23 tháng 12. Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang tiến hành tạm giữ hình sự Tạ Bá Hùng, 17 tuổi, ngụ phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân tử vong là anh Phạm Minh Hải, 26 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng 22 tháng 12, Hùng sau khi đi chơi đã về quán bia Club 1986 trên đường Nguyễn Trãi, khu phố 2, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, cũng là nơi Hùng làm việc tại đây. Hùng phát hiện anh Hải đang đứng gần quán và có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên tiến đến kiểm tra. Do xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nên cả Hải và Hùng cùng rút dao trong người ra và lao vào ẩu đà, sau khi bị Hải dùng dao tự chế chém không trúng. Hùng dùng dao bấm đâm Hải một nhát trúng vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó, Hùng đã đưa Hải đến bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh để cấp cứu rồi bỏ trốn, do vết thương quá nặng. Hải đã tử vong sau đó Hùng ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện công an thành phố Long Khánh đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng cho công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.